Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Dâu Tây sẽ đi tỉa cây với bà nha. Đây là bà ngoại của bạn Dâu Tây nè. Dâu Tây đang phụ bà tỉa cây nha. Bà ngoại của Dâu Tây không cần kéo mà chỉ cần dùng dao để phay phát 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 vài phát là xong. Bạn Dâu Tây chào các bạn đi. Chào các bạn. Mình là Dâu Tây. Mình là Dâu Tây đi đi phụ bà cây các bạn. Rất đông người ạ. Cho ta giới thiệu vườn cho các bạn xem nè. Chỉ sau 5 phút là bà đã phất xong. Đây là cây thứ hai. Con chạy ra. Giờ tay xích ra con. Cho tay xích ra đây nè. Không, để xíu nữa rồi giọt. Cho tay đang hái đâu gì á? Cho tay dây cho các bạn xem nè.